Linh mục Việt Nam cảnh báo gấp, hôm nay trong hộp thư của một số linh mục xuất hiện cuốn sách này. Xem tựa đề thì có vẻ bình thường, nhưng thực chất đây là sách của nhóm lạc giáo xứ Điệp Từ Trời. Xin mọi người hãy cẩn thận với nhóm này nhằm chia rẽ và phá giáo hội. Nhất là nhóm này đang tìm cách tiếp cận những anh chị em hiếu đức tin, kể cả linh mục và quý tu sĩ nam nữ. Ngay tại Việt Nam, có khá nhiều người, thậm chí cả ở vùng quê, đã biết đến phong trào này và thường xuyên theo dõi các sứ điệp mới trên trang mạng. Tại nhiều giáo xứ, bắt đầu xuất hiện các nhóm cầu nguyện mệnh danh là hội cầu nguyện Mân Côi, nhưng thực chất là các nhóm quảng bá các lạc giáo xứ Điệp Từ Trời. Hiện tượng này một mặt cho thấy tính chất lôi cuốn của phong trào mới, nhưng mặt khác cũng đồng thời là một hiện tượng đáng báo động cho các cơ quan có thẩm quyền trong hội thánh. Mặc dù Đức Cha, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức Tin trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã ra văn thư cảnh báo về cái gọi là Sứ Điệp Từ Trời ngày 14 tháng 4 năm 2015, song thời gian gần đây vẫn có nhiều người công giáo tin, truyền bá nên đã gây ra sự hoang mang, nguy hại cho đức tin nơi nhiều tín hữu. Điều đáng nói ở đây là có một số anh chị em tín hữu công giáo, xem ra đã tin vào Sứ Điệp Từ Trời này hơn cả tin kinh tin kính, và hăng say truyền bá Sứ Điệp này hơn cả kinh thánh, vốn là lời Thiên Chúa đã nói hết với con người, cách trọn vẹn nơi mầu nhiệm Đức Kitô. Một số anh chị em công giáo, ở đây tôi không nói đến những người không phải là công giáo hoặc giả danh công giáo, bởi vì dễ hiểu lý do của việc chống đối giáo hội công giáo và Đức Giáo Hoàng. Cũng hùa theo chống Đức Giáo Hoàng Francisco, thật không thể hiểu nổi một người công giáo vẫn đọc kinh tin kính mà lại chống lại chính điều mình tuyên xưng, đó là một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Điều mà chính Đức Giê-xu đã trao ban cho tông đồ Phê-rô, do đó cho các đấng kế vị Phê-rô. Người công giáo nếu không tỉnh táo, đọc với sự biện phân trong sáng của đức tin, thì rất dễ bị mắc mưu kẻ giữ, nhiều khi đội lốt một thiên thần sáng láng. Xem ra người ta quá dễ tin vào các sứ điệp này nọ hơn là tin vào chính lời Chúa đã được viết ra cách rõ ràng. Lạc giáo Sứ Điệp Từ Trời xoay quanh ba chủ đề chính: cảnh cáo thế giới tội lỗi, kêu gọi ăn năn hối cải, loan báo sự gần kề của biến cố Chúa tái lâm. Nếu chỉ nhìn thoáng qua thì những nội dung ấy cũng chẳng có gì là mới lạ, và cũng không đi ngược lại với giáo lý chung của hội thánh. Tuy nhiên, nếu tìm hiểu kỹ nội dung cụ thể của các sứ điệp, người ta thấy lộ ra rất nhiều điểm sai lạc về giáo lý. Sau khi đã tìm hiểu phong trào lạc giáo Sứ Điệp Từ Trời, chúng tôi nhận thấy rằng các bản văn tự nhận là lạc giáo Sứ Điệp Từ Trời không thực sự phản ánh giáo lý tinh truyền của hội thánh công giáo, nhưng chỉ là một thứ giáo thuyết hỗn tạp, được góp nhặt hoặc chịu ảnh hưởng từ những nguồn mạch khác nhau, vừa là công giáo, tin lành, và cả khuynh hướng hành đạo theo nghi lễ cổ điển trước Công đồng Vatican II.